Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của Nga USA. Đầu tiên tôi xin được gửi lời chúc quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe nha. Thì thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì cũng là đầu tháng 4 rồi, nên là mình bắt đầu mình chuẩn bị những cái cây cối hoa cỏ ở trong nhà mà mình muốn mùa xuân với mùa hè nó nở thật đẹp. Thì bây giờ mình bắt đầu mình chuẩn bị. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ với quý vị, đây là cái cây tí tô cảnh nha quý vị. Cái loại này là có loại cái lá nó xun xun như thế này. Thì hồi năm ngoái mình trồng ở trong một cái chậu rất là lớn và đẹp. Đến khi mà mùa thu đến thì mình đem nó vào nhà. Thì thưa quý vị, qua một cái mùa đông đó lạnh, thì thưa quý vị, cái chậu nó chỉ còn nó như thế này thôi. Quý vị thấy không, nó chết rất là nhiều. Cái gốc chính của nó đây nè, nó bị rụi hết luôn. Nhưng mà mình vẫn còn giữ là tại vì mục đích mình là mình còn những cái ngọn này nè quý vị. Thì bây giờ khi mà bắt đầu tháng 4 rồi á, thì mình sẽ cắt những cái ngọn này quý vị. Mình cắt những cái ngọn này mình ngâm. Mình ngâm vào trong nước để nó mọc ra rễ, rồi mình sẽ gây lại cái cây mới. Thì cái cách mình làm là như thế này ha. Mình sẽ chia sẻ với quý vị, chẳng hạn như cái cây mà nó có cái ngọn như thế này nè, và nó có cái khoảng dài như thế này, thì giờ mình sẽ cắt quý vị. Mình cắt tới cái khúc của nó như vậy nè. Đó, mình cắt ở đây. Đó, để quý vị xem. Cái khúc của nó sẽ còn lại là như thế này. Thì cái khúc như thế này nếu mà mình muốn á, thì mình thường thường mình làm á, thì mình bỏ một hai cái lá ở dưới này đi. Đây, mình bẻ như thế này nè quý vị. Mình bẻ, mình bỏ đi ha. Đó, mình bỏ cái lá này đi nè. Đó, mình bỏ nó đi. Xong rồi, cái như vậy nè quý vị. Thì mình sẽ lấy một cái ly nước như thế này. Đó, rồi thì mình cắm vào. Mình cắm vào xong rồi mình ngâm nước thôi quý vị. Mình ngâm nó thì chừng khoảng một vài tuần thì nó sẽ ra rễ. Thì lúc đó mình sẽ trồng xuống và mình có một cái cây mới. Thì thưa quý vị, đó là cái cách mà mình chuẩn bị cái cây của đầu mùa xuân. Đây, thì bây giờ tiếp tục mình cắt thì quý vị xem nha. Cái hạn như giờ cái đọt này nè. Cái đọt này nó như vậy nè. Nó yếu lắm quý vị. Mình để thì nó cũng lên, nhưng mà cái cây nó sẽ yếu và nó không có đẹp. Do đó là mình cắt nó quý vị. Mình cắt nó khoảng tới đây đi. Đó. Đây ha. Đây, mình được một cái khúc nè. Rồi mình tiếp tục mình cắt quý vị ơi. Đó, nhìn cái cây này. Mình tiếp tục nó sẽ mình cắt nó tới đây. Đó, khúc nó sẽ như thế này nè quý vị. Đây, mình sẽ chia ra làm hai loại. Một cái loại là nó dài dài và một loại nó ngắn. Tại vì tùy khi mình trồng đó, mình cũng thích có cái nó cao và cái nó thấp khác nhau. Thì những cái cành này nó dài thì mình có thể mình chọn cho nó dài dài một chút xíu. Mình cắt nó tới đây đi. Mình cắt dưới cái mắt này một chút xíu quý vị. Tại ngay chỗ cái mắt này nè là chỗ nó sẽ ra rễ, nên mình cắt nó dưới thấp một chút. Đó, thì mình tiếp tục mình cắt nha. Thì cái cây này đó quý vị, sau khi mà mình cắt xong rồi á, thì cái gốc của nó thực sự nó cũng không có chết đâu quý vị. Chẳng hạn như là cái gốc của nó là cái gốc này nè quý vị. Sau khi mình cắt hết đi rồi á, thì cái gốc này á, nó cũng sẽ tức đó quý vị. Thì những cái đốt này nó cũng sẽ mọc ra cái cây con và nó lên. Nhưng mà thường thường như vậy thì nó rất là yếu đó. Nên là thường thường là mình sẽ làm đất lại quý vị. Rồi bây giờ là mình cứ cắt hết đi ha. Mình cắt hết để cho quý vị xem. Coi như mình cứ cắt rụi nó luôn. Cắt hết. Để rồi mình từ từ mình sửa nó sau ha. Đó, coi như là mình cứ cắt hết xuống luôn. Cành ngắn, cành dài thì mình cắt hết quý vị. Để quý vị thấy nó yếu lắm. Khi nó qua một cái mùa đông rồi đó thì nó rất là yếu luôn. Mình để vậy thì nó cũng được, nhưng mà nó sẽ không có đẹp. Do đó là lý do là mình sẽ làm lại hết. Đó, quý vị xem mình cắt cụt hết.
Đó, thì thưa quý vị, đây là những cái cành mình đã cắt xuống nè. Bây giờ mình sẽ sửa soạn nó chút xíu trước khi mình bỏ vô mình ngâm trong nước. Đây, là những cái cành mình cắt được đây nè quý vị. Đó, nó như thế này đây. Mình đã thưa với quý vị nè, mấy cái này á, nếu mà mình muốn giữ đó quý vị, thì mình cứ để như vậy xong mình tưới nước nó cũng sẽ lên. Nhưng mà nó yếu lắm quý vị ơi, nên thường thường là mình sẽ giật mình bỏ hết. Đó. Cái này mình giật hết quý vị ơi, giật cho bỏ thùng rác hết. Tại vì mình giữ thì nó cũng lên, nhưng mà nó lên nó yếu lắm quý vị. Cái hoa, cái lá nó không có đẹp. Mà cái cây tía tô cảnh này đa số là mình trồng là để mình chơi cái lá. Nên là cái lá nó phải ra rất là sum suê mà nó đẹp thì mình mới thích. Còn mà nó còi 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 nó ra lơ thơ thì mình không có thích. Do đó là cái đám này là mình sẽ bỏ hết quý vị. Đó, mình bỏ mình dục dục rác ha. Xong rồi cái đất này á, cái đất này thì mình sẽ xới nó lên, xong rồi mình bỏ chút phân vào. Và đến khi mà cái đám lá này mà nó lên tốt á thì mình sẽ lại trồng vào đó. Tức là mình cũng vẫn chỉ trồng một chậu thôi quý vị. Nhưng mà bây giờ thì nó lên tốt hơn nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ mình sẽ chia sẻ với quý vị cái cách mình cắt những cái cành này như thế nào nha. Thì cái cành này nó là một thuộc là cành dài nè, mình sẽ xếp nó ra từng loại cành dài và cành ngắn. Cái này nó héo thôi mình bỏ. Đó, mình sẽ xếp nó ra từng loại để coi mình xem coi là mình có bao nhiêu cành và mình muốn có bao nhiêu cành dài và bao nhiêu cành ngắn. Chẳng hạn như cái cành này quý vị thấy không? Nó tách ra hai cái cành con nè, thì cái này mình sẽ cắt đi, mình sẽ cắt để mình được hai cái cành ngắn như thế này. Thì cái loại này là mình sẽ làm cành ngắn. Đó, cái này là mình được một cái cành ngắn nè. Cái này là hai cành ngắn nè, còn cái cành này thì mình sẽ bỏ. Còn như cái cành này là thuộc loại cành dài, mình xếp nó vào đây. Cái cành này quý vị thấy nó cũng tẻ ra làm đôi nè. Và cái cành này thì cái chỗ này mình cắt để mình được một cái cành ngắn. Đó. Cái cành này mình cũng sẽ bẻ ở đây để mình được một cái cành ngắn. Còn cái cành này thì mình bỏ quý vị. À, cành này chẳng hạn vậy á thì nó cũng là tương đối dài ha. Cành này nó yếu quá thôi mình để đây từ từ mình suy nghĩ. Cái cành này thì chắc mình để ngay đây. Cái loại này cái coleus nó giòn lắm quý vị, mình lấy tay mình bẻ cũng được. À, cành ngắn mình để vô đó. Cái khúc này thì mình sẽ bỏ. Nếu trường hợp mà mình ít quá thì mình cũng thể có lấy cái khúc này quý vị ngâm vào nước thì nó cũng ra rễ, nhưng mà khi nào mình ít đó thì mình mới dùng, còn đây mình có nhiều quá thì mình cũng không cần, vậy thôi mình bỏ. Cành này mình cho vào cành ngắn. Coi cái đám này coi. Quý vị thấy hôm qua mùa đông nó yếu xỉu luôn, có nhiều cái nó yếu lắm. Cành này mình cho vào cành ngắn. Còn cái này mình bỏ. Cái cành này mình cho vào cành dài đi. Cái cành này mình vẽ nó thẳng tới đây đi ha. Ở đây nó đâm là những cái nhánh đó quý vị, là mình vẽ ở đây. Cái này mình cho vào cành dài. Cái chỗ này thì mình cũng được nè. Cái cành này nè, mình cho nó vô cành dài đi. Mình cho nó vô cành ngắn. Nói chung là kiểu mình làm là vậy đó quý vị. Tức là mình lấy những cành non thôi, cái cành nó già thì mình bỏ. Đó, như vậy đó quý vị. Và đây thưa quý vị, sau khi mình cắt tỉa xong thì mình thực sự mình chia ra được làm ba nhóm đó quý vị. Cái nhóm này là cái cành nó khoảng như vậy, khoảng một khúc như vậy. Cái nhóm này thì cái cành nó dài hơn một tí và nó mạnh hơn một tí, nhìn nó, cái lá nó rất là tươi tốt, nó rất là sum xuê, nên mình phải cho nó vào trong một nhóm để cho nó phát triển cho nó đều nhau. Và thưa quý vị, cái nhóm này là cái nhóm nhỏ nhất đó quý vị, cái lá nó nhỏ 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 vậy thôi và cái thân nó cũng là rất là yếu, thì cái này mình sẽ cho nó vô một nhóm. Thì bây giờ mình sẽ lấy ba cái lon nước ha, rồi mình sẽ bỏ nó vô. Còn đây là những cái mình bỏ đi nè quý vị đó.
Vì vậy thấy không, những cái này là những cái mà nó yếu, những cái cành mà nó không dùng được nữa. Thực sự ra nếu cái này mà nếu mình muốn á, thì quý vị dâm ngâm vào nước thì nó cũng lên. Nhưng mà thôi, giờ mình có ba cái tủ như vậy là mình có khá nhiều rồi. Nên thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ bỏ ha. Đó là chia sẻ với quý vị về cái cách mà mình cắt cành và mình nhân giống cho cái cây lá tía tô cảnh. Tiếng Anh nó gọi là coleus đó quý vị. Mà cái loại này cái giống cái lá nó song 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 song. Và đây thưa quý vị là ba cái tụm lá hồi nãy đó quý vị. Cái mà loại lớn nhất nè, mình bỏ vô trong cái bình nước và mình ngâm nó trong đây. Và cái thứ hai, cái đây là cho cái tụm lá thứ hai. Và cái đây là do cái tụm lá thứ ba, cái loại ngắn nhất nè quý vị. Đó, và mình bỏ vô cái nhỏ nhỏ vậy thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ để nó chừng khoảng vài tuần thì nó ra rễ thì mình sẽ lại trồng xuống. Và đây thưa quý vị cũng là một cái loại tía tô cảnh khác mà mình có. Cái loại này thì cũng mình cũng để trong nhà để mình giữ giống cho nó đó quý vị. Và như quý vị thấy đây, qua mùa đông thì nó cũng tơi tả rất là nhiều. Quý vị thấy không, cái gốc chính của nó bây giờ nó sơ sát như thế này, nó muốn chết. Nó chỉ còn có lại ba cái cành như thế này thôi. Đó, thì mình cũng sẽ làm giống như cái lá tía tô cảnh mà nãy mình vừa mới làm, cái loại lá quăng quăng đó. Thì mình cũng sẽ cắt mấy cái cành này quý vị, xong rồi mình cũng sẽ ngâm vào nước cho nó ra rễ, rồi thì mình sẽ làm lại cái chậu này. Đó, quý vị thấy cái chậu này nó cũng chết hết trơn rồi. Cái gốc chính của nó là gốc này nè, nó chết rồi, chỉ còn mấy cái cành nhỏ thôi. Như vậy là cũng đủ rồi quý vị, đủ để mình có cái giống để mình nhân giống cho cái năm mới. Thì đó, hôm nay thì mình chia sẻ với quý vị cái cách mà mình giữ giống của cái cây lá tía tô cảnh, cũng như là đầu mùa xuân thì mình sẽ làm cái gì để mà mình có cho sang năm. Thì chia sẻ với quý vị một chút xíu về cái cách mình gây giống của cái cây lá tía tô cảnh bằng cành. Cái video này thì nó cũng là tương đối là khá dài rồi. Mình xin phép quý vị mình ngừng ở đây ha. Chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ nha.